Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau 5 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam, đã có 90% các tỉnh thành triển khai các hoạt động tới các quận huyện, 30% các tỉnh thành phố tổ chức ngày sách Việt Nam ở cấp cơ sở, xã, phường. Đáng chú ý, tất cả các cơ sở giáo dục đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày sách Việt Nam. Hơn 50% cơ sở giáo dục tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách gắn với từng chủ đề. Hơn 66 triệu lượt học sinh, sinh viên và hơn 4,7 triệu lượt cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Hơn 30.000 tủ sách phụ huynh đã được xây dựng. Các cơ sở giáo dục cũng đã chủ động xây dựng và triển khai tổ chức ngày sách Việt Nam với các hoạt động chính khóa, ngoại khóa phù hợp với điều kiện của từng vùng miền. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng ngày sách Việt Nam đã làm được nhiều điều đáng quý. Đó là không chỉ những nơi, những doanh nghiệp, người dân có điều kiện tốt về kinh tế tham gia, mà phong trào đọc và sách đã đến với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn cũng đã dành tấm lòng cho phong trào đọc. Phó Thủ tướng mong muốn ngày sách Việt Nam và văn hóa đọc phải thực sự đi vào thực chất và lan tỏa. Là chúng ta cũng phải đẩy mạnh hơn làm sao cho đọc sách, phong trào học, tự học và đọc phải được lan tỏa trong toàn xã hội. Đấy, trong giới trẻ, nhưng mà trước hết cũng phải nói rằng không chỉ từ giới trẻ mà từ cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước. Trong bối cảnh của cách mạng 4.0, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định phương cách đọc đang có sự thay đổi. Tuy nhiên, chỉ có đọc, trau dồi kiến thức thì mới có thể tích lũy kiến thức cho mình và vươn lên. Chắc chắn một điều rằng loài người nói chung và dân tộc ta nói riêng muốn vươn lên thì nhất định phải nâng cao dân trí, phải tăng cường phổ biến tri thức và như vậy phải học nhiều hơn, phải đọc nhiều hơn. Đọc xa xưa thì đọc trên văn bằng đá, rồi trên sách bằng trúc, bia đá sử xanh. Sau này thì đọc bằng giấy và tới đây là đọc bằng sách điện tử. Và có thể cái từ đọc đấy, khái niệm cũng khác đi, từ sách đấy cũng khác đi. Nhưng chắc chắn rằng đọc và sách sẽ mãi mãi còn lại với chúng ta và là một điều vô cùng quan trọng để đất nước, để dân tộc có thể đi lên. Phó Thủ tướng cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế để có nhiều cách làm hay trong phát triển phong trào đọc và quảng bá sách Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tại hội nghị, các tổ chức cá nhân có đóng góp cho hoạt động của Ngày sách Việt Nam trong 5 năm qua và đóng góp cho phong trào đọc sách tại các địa phương đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.